Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh tin tức 24 giờ News Và ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đi phân tích cái sự việc của bà Nguyễn Phương Hằng tố cáo ông Võ Hoàng Yên Như các bạn đã biết thì thời gian vừa qua sự việc về ông Võ Hoàng Yên đã có rất nhiều những cái bằng chứng Xác thực và xác minh rằng ông ấy không phải là một thần y Điều đó là rõ ràng vì ông ấy không phải là người chữa được bệnh câm điếc bẩm sinh Và những căn cứ để chứng minh cho điều này thì mình nghĩ tất cả các bạn đều biết và mình cũng nhắc lại cho tất cả các bạn chưa biết rằng sự việc của ông Võ Hoàng Yên đã được tỉnh Quảng Ngãi phối hợp cùng Bộ Y tế làm việc với những bệnh nhân đã khám chữa bệnh của ông Võ Hoàng Yên thì trong đó có gần 100 bệnh nhân tham gia chữa trị ở ông Võ Hoàng Yên nhưng đều không khỏi. Điều này thì tất cả các bạn chưa biết có thể lên trang báo của tỉnh Quảng Ngãi để mà xem xét sự việc chính xác. Và mấy ngày vừa qua thì các bạn cũng đã biết rằng xoay quanh cái chuyện của bà Nguyễn Phương Hằng tố cáo Võ Hoàng Yên và mong muốn đưa thêm ra những cái bằng chứng, những cái xác thực của những người đã được ông Võ Hoàng Yên chữa trị. Có khỏi hay là không? Và cái sự việc này nó có liên quan đến một số nghệ sĩ như là Hoài Linh và một số nghệ sĩ khác. Thì bà Nguyễn Phương Hằng mong muốn rằng họ là người của công chúng, tiếng nói của họ rất quan trọng trong cộng đồng. Và bà ấy cũng như bao người khác mong muốn rằng nghệ sĩ Hoài Linh cùng các nghệ sĩ khác, những người trực tiếp được ông Võ Hoàng Yên chữa trị, bệnh tình có thuyên giảm hay không? Và sự việc này được bà Nguyễn Phương Hằng nhắc đi nhắc lại nhiều lần trong tất cả những buổi live stream. Và chúng ta có thể biết rằng, thời gian ban đầu thì bà Nguyễn Phương Hằng có nhắc khéo đến những nghệ sĩ này. Vì bà ấy biết rằng, nếu không cẩn thận thì người nghệ sĩ đó sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Khi mọi người cũng đã biết, những người nghệ sĩ này trả lời cho bà Nguyễn Phương Hằng bằng sự im lặng. Bằng sự im lặng. Và đến bây giờ vẫn chưa có câu trả lời gì cả. Có thể nói những điều này nó gây nên một làn sóng dư luận rất lớn và chúng ta cũng đã thấy người cần lên tiếng thì không lên tiếng và một số nghệ sĩ khác lại có những câu nói lấp lửng trắng không ra trắng đen không ra đen và chúng ta cũng hiểu rằng bà Nguyễn Phương Hằng đang mong chờ một lời nói từ các nghệ sĩ một lời nói đúng nghĩa chỉ đơn giản là có chữa bệnh ở ông Võ Hoàng Yên và có đỡ hay là không và mình nghĩ điều này nó không khó khăn gì và mới đây khi Đàm Bình Hưng đăng dòng status trên trang cá nhân của anh ta thì bị bà Nguyễn Phương Hằng chỉ trích một cách mạnh mẽ và thậm chí còn chửi khéo Đàm Vĩnh Hưng trong buổi live stream vừa rồi xuất phát từ bài đăng đầu tiên của Đàm Vĩnh Hưng. Nội dung như sau. Người xưa nói, đa ngôn ắt loạn tâm, người nay thủ thủy, nói nhiều kém sang. Xưa hay nay đều đúng, rất đúng. Đó là cái dòng status đầu tiên của Đàm Vĩnh Hưng và được đáp trả bằng những gì bà Nguyễn Phương Hằng nói ở buổi live stream vừa qua. Có thể nói rằng sau khi Đàm Vĩnh Hưng đăng dòng status đầu tiên thì có rất nhiều những comment cả Phan cứng lẫn những người ngoài cuộc khi nhìn thấy những dòng status này đều tỏ ra nghi ngờ rằng liệu Đàm Vĩnh Hưng có đang nhắc khéo bà Nguyễn Phương Hằng hay không và có rất nhiều những comment của Phan cứng nói lên điều đó và đáp trả lại những nghi ngờ này thì Đàm Vĩnh Hưng tiếp tục lên tiếng với nội dung như sau Mình sẽ đọc cho tất cả các bạn cùng nghe Sau nhiều đứa phán và tự quyết như thôi rồi tự nhiên vào vô khuyên can rồi nói như các thánh, các mẫu vậy trời. Làm như nằm dưới gầm giường nhà tôi vậy. Chuyện gia đình tôi rối rắm mấy ngày nay tôi không được quyền bày tỏ sao mấy con ngu thằng ngục. Có banh mắt ra đọc status trước đó của tôi không? Mấy con đuôi thằng mù. Chuyện gì của các người éo liên quan đến đời tôi, tôi cũng éo quan tâm. Trừ khi nào đụng tới tôi và gia đình tôi thì lúc đó sẽ biết block và chặn hết những comment vô duyên thúi và cả những đứa lai dạo lai vô ý thức. Đó là nội dung status thứ hai của Đàm Bình Hưng phản ánh lại những khán giả và ý của Đàm Bình Hưng nhấn mạnh rằng cái status đó nó liên quan đến cái status trước đó và cái sự việc này anh ta đang ám chỉ người nhà anh ta chứ không liên quan gì đến bà Nguyễn Phương Hằng. Vâng, đó là những suy nghĩ của anh ấy, còn đúng hay sai thì anh ấy mới biết được. Chúng ta cũng không nên quá cầu kỳ về cái điều này, bởi lẽ họ có quyền được im lặng, họ có quyền không lên tiếng. Hãy tôn trọng họ. Và mới gần đây thì Đàm Bình Hưng có đăng một cái dòng status cũng hơi dài để phản ánh trực diện về những lời nói của bà Nguyễn Phương Hằng. Chúng ta hãy cùng nghe cái nội dung trong status này là gì nhé. Và mình sẽ đọc cho tất cả các bạn cùng nghe. Gửi chị Phương Hằng, trước tiên em thừa nhận mình không bao giờ có cửa để so sánh với chị một chút nhỏ của chị, em cũng không bao giờ bằng. Em viết thư này và gọi chị là chị như xưa giờ, là em, vẫn tôn trọng chị. Thưa chị, status của em không liên quan gì đến chị. Một, không có chữ nào nhắc đến tên chị. Hai, chuyện của chị với bất kỳ ai cũng không liên quan đến cuộc sống em. Ba, chị không biết được sự thật trong câu chuyện cái cọ của em. Và người thân em thì sao chị lại vội vã? vơ vào mình và quả quyết rằng em nói chị, vậy chị Hằng ơi. 4. Chị có bỏ thời gian ra để xem kỹ trước khi lên tiếng chưa chị? sự Status trước đó và sau đó của em là cùng một câu chuyện và tâm trạng. Và tâm trạng của riêng em liên quan gì đến chị? Sau khi em và người thân giải tỏa xong thì em tự xóa status đó, chứ không sợ thằng nào con nào mà phải gỡ. Chị nghĩ cả cái đất nước này có mỗi mình chị nói hay sao mà chị vội vàng tự lấy dây buộc mình vậy chị hằng vâng em nghèo nên em phấn đấu theo cách của người nghèo em có góp hay không thì cũng là tiền em đánh đổi bằng mồ hôi và sức lực của em hàng đêm khi em báo lương hát cho chị chị cũng mặc cả trả giá năm lần bảy lượt mới chịu mà chị em cũng không lấy không tiền của chị hằng em cũng hát cả một live show của em mà chị hay phải đi cướp giật vân vân của ai để phục vụ đam mê hột xoàn của mình chị là người cũng đi lên từ nghèo khó mà chị hằng chị cũng từng chạy chiếc spacey ra mua từ viên nhỏ đổi lên viên lớn từ từ mà chị sau hôm nay lại vội quên và khinh người quá vậy chị hằng mà khinh ai khinh một đứa em khinh một người nghèo hơn mình thì chị thấy có đáng với danh phận và địa vị của một nguyễn phương hằng tài năng giỏi giang giàu có không chị đang đánh mất mình từng ngày từng ngày mục đích cao đẹp của chị là đã khiến người đàn ông kia thân bại danh liệt chị đã làm xong chị hãy ngưng ngay ý nghĩ thay trời hành đạo và tự đưa mình lên cao quá chị là doanh nhân chị hằng ạ một lần nữa em khẳng định sự của em không liên quan đến chị và việc của chị không liên quan đến em hãy giữ những gì đã từng đẹp giữa em và chị Vâng, đó cũng là cái nội dung status của Đàm Bình Hưng mới vừa đăng trên trang cá nhân của anh ấy. Và để bình luận về cái vấn đề này, chúng ta cũng không cần phải bàn tán về nhiều, vì nó cũng chưa đi vào những cái rắc rối ngoài ý muốn. Chúng ta có thể hiểu rằng, tại vì sao mà bà Nguyễn Phương Hằng phải làm như vậy? Bởi vì bà ấy nhận định rằng, bà ấy là người đã đứng lên để vạch trần một cái sự thật rất là quan trọng trong xã hội của chúng ta. Nhưng bà ấy cảm thấy chỉ có một mình mình đứng lên còn những người có những lời nói quan trọng trong cộng đồng thì lại không thấy ai lên tiếng. Và bà ấy đã không cam tâm về điều này nên với xảy ra những cái sự việc như thế này. Đó là theo suy luận của mình. Còn có khả năng nếu sự việc này rùm beng quá nhiều trong dư luận thì sẽ gây ảnh hưởng đến bà Nguyễn Phương Hằng bởi chính quyền. Nhưng điều đó không quan trọng bằng việc những nghệ sĩ nếu cứ giữ im lặng không có một tiếng nói công bằng thì sẽ kéo khán giả của những người nghệ sĩ này dần dần giảm xuống và những làn sóng dư luận không đồng tình với những nghệ sĩ này sẽ rất là nhiều nên mới cần cái tiếng nói của họ có thể họ không cần phải lên tiếng họ không nói gì cũng được không ai bắt họ phải lên tiếng cả chúng ta cũng không có quyền để bắt họ lên tiếng nhưng nếu họ im lặng thì mình nghĩ rằng rất nhiều những khán giả cả trong nước lẫn ngoài nước có thể sẽ không để ý đến họ nữa video này mình xin kết thúc tại đây Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Đừng quên nếu các bạn chưa đăng ký thì bấm nút đăng ký, bấm like share video giúp mình. Xin cảm ơn tất cả các bạn.